Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy vì xuất huyết não. Bản tin cập nhật gần nhất lúc 21 giờ 30 giờ Việt Nam ngày 15 tháng 4 năm 2019 từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bà Ngô Thị Mạnh, vợ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương đang thảo luận phương án di chuyển ông Nguyễn Phú Trọng ra Hà Nội vào ngày mai. Trước đó, lúc 17 giờ 30 giờ Việt Nam, tình hình sức khỏe của ông tại Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh được kết luận như sau: não vẫn suy yếu, chưa thể chuyển Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ra Hà Nội được. Đã tỉnh nhưng chưa thể nói chuyện, cấp dưỡng cho ăn cháo và tay trái chưa cử động. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã bay vào thành phố Hồ Chí Minh chiều nay. Vào đầu giờ sáng cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng đáp chuyến bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, hôm 14 tháng 4 năm 2019, ngay sau khi được đưa từ Kiên Giang về thành phố Hồ Chí Minh để nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 19 giờ 30 giờ Việt Nam, nguồn tin từ trong nước cho biết ông Nguyễn Phú Trọng đang nằm tại phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện này với tình trạng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn trong tình trạng hôn mê sau khi bị đột quỵ, tai biến mạch máu não ở Kiên Giang chiều ngày 14 tháng 4 năm 2019. Hiện ông đang nằm ở khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy và bị liệt nửa người bên trái. Một người trong ngành y cho biết thêm, khi bị đột quỵ thì bệnh nhân cần được cấp cứu ngay lập tức, tránh di chuyển nhiều vì có thể gây vỡ các mạch máu khác. An ninh Việt Nam chốt chặt trong bệnh viện, yêu cầu các bác sĩ và bệnh nhân ở đây không được chụp ảnh và quay phim. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng đã bay vào thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 14 tháng 4 năm 2019 để nắm tình hình và xem xét các vấn đề về sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Quý vị vừa nghe qua bài của Lê Anh Thời báo.de qua phần trình bày của Ý Nhi. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem và chào tạm biệt.